à các bạn thân mến đây là một cái bi đông mà của mỹ sản xuất cũng chắc cũng được uh, gần 60 năm rồi các bạn thì uh, hôm nay là mình uh, sẽ khám phá chi tiết về cái bình đông này cái bình ton này nè cái bi đông hay bình tông là cũng nó mà nó có đầy đủ là phụ kiện đi kèm gồm dây đai đồ đầy đủ mình sẽ khám phá cho các bạn xem nhé, rồi chúng ta cùng tìm hiểu một số cái vấn đề nó liên quan tới cái bi đông này. rồi các bạn hãy cùng mình là theo dõi xem. tí mình sẽ mở hết ra, mình mở ra mình sẽ khám phá bên trong luôn các cái thế hệ trẻ có nhiều khi không có biết được đó các bạn thành thử ra mình mang mình mượn về để mình quay video để chúng ta cùng khám phá và cùng nhau tìm hiểu xem nó là như thế nào các bạn nhé mến chào các bạn. À, cảm ơn các bạn à, mời các bạn bắt đầu theo dõi à, mến chào toàn thể các bạn thì như vậy là mình có một người bạn thì à à có một cái à, bi đông là nguyên cả dây đai kiện luôn. Cái dây đai đồ đầy đủ nè, từ cái thời à cái này là cái bình tông này á là sản xuất năm 1964 nha các bạn nha. Thì ông nội của bạn này là ngày xưa đi lính Xưa đi lính thì mang về thì để lại cái này là người thật, việc thật luôn. Thì mình mới mượn về đây để mình quay video cho các bạn xem. Thì cái này có người là trả bạn đó 10 triệu rồi. Nhưng mà bạn đó nói chắc không có bán. 10 triệu thì nó cũng lớn thiệt nhưng mà ở đây nó là một cái giá trị về tinh thần. À, vật chất rất là cao có thể là chắc hơn 10 triệu chắc rồi bán nhưng mà có một điều là mình thấy á, là cái nhà của bạn này nè là à, để cái này ngày xưa là để từ cái thời mà còn cái lúc mà những cái năm mà gian khổ đó còn nhà nghèo còn nhà bếp á cái nhà mà, nhà mà nhà mà nhà tranh vách lá thì để lại để để đó treo lên đó thì nó thí à, dụ như ở chung thì có nấu bếp nấu đồ nó khói bụi theo cái thời gian thì bạn ấy đã vẫn giữ nguyên vậy mà không có giặt để im vậy luôn. Đó thì đây nè thì nói chung là nó bị ấy quá. Ở đây nó có một cái tràng cái dây cái tiếng Anh nè. Nhưng mà đây nè các bạn thấy không? tiếng anh nè nhưng mà đều có cái bây giờ nó cũng theo thời gian nãy rồi đằng trước đây là có chữ us nè bây giờ để mình lấy cái bình này ra cho các bạn xem rồi mình sẽ nói về một số cái tác dụng của cái à, một cái số của người mỹ hơn nghiên cứu à, họ họ đã chế tạo cái này thì ở đây thì các bạn thấy rõ ràng nè rõ ràng thì cái bi đông này là ghi là US à năm 1964. Đó, nó được sản xuất từ năm 1964. Thì ở cái bi đông nhựa này á là nó sản xuất từ Mỹ luôn chứ không phải là từ Việt Nam đâu các bạn nha. Cái màu này nó màu này nè. Có nghĩa là các bạn thấy có một số cái bi đông mà người ta ghi chữ Việt Nam ở đây không phải. Ngày xưa là nó có một cái là nó có một cái dịch vụ là khắc cái tên thí dụ như cái người chiến sĩ đó có nhiều khi tên gì họ khắc lên đây hoặc khắc lên trên cái thường thường khắc ngay đít bình tông nè hoặc khắc ở một bên hông về thí dụ như họ khắc thí dụ tên người yêu của họ tên gia đình đồ này nọ thì họ khắc thí dụ như là thí dụ như là ừ, ừ, tuyết hồng năm 1900 nghìn Uh, 66 năm 1967 gì đó thì cái đó là những cái đó họ khác chứ còn thật sự ra nó là nguyên của nó là từ uh, từ hồi uh, uh, năm 1964 những cái bình nào sản xuất năm nào thì nó in năm đó là sản xuất từ bên Mỹ luôn các bạn nha ở đây mình sẽ dỡ cái nắp cho các bạn xem nè nó khác với lại những cái bình mà sản xuất vào cái thời đại hiện nay Việt Nam cái nắp này nó đóng khi mà nó đóng lại là rất là khít Đó, cái nắp nè, à, các bạn thấy bên trong này nó có viền rất là khít và sẽ không có bị chảy nước ra như là những cái bình khác còn ở cái bộ phận mà cái phần mà cái này hôm qua có thằng kia nó để cái mình chưa kịp quay phim cái nó bỏ vô nó bấm sao cái đồng thì lâu năm rồi nè lâu năm quá năm 1964 tới giờ mà nó bị nó cũng bị thái hóa nó bị mục đi nên nó bị kẹp cứng quá nó gỡ ra bị bể uổng quá thì các bạn thấy bên trong này nó là có một cái lớp lớp lông như dạng mà nhung nỉ vậy, nhung à, rất là dày nha và rất ấm dành để cho giữ nhiệt cái bình này đó tới cái đít của nó cũng vậy luôn rất là dày nha các bạn nha đó, các bạn thấy không? Rất là ấm, rất là để mà giữ nhiệt cho của nó. Rồi, còn với cái sợi mà sợi dây đai đây các bạn thấy không? Mình nhìn cho kỹ sợi dây đai của nó nha. Sợi dây đai của nó là các bạn thấy không? Là nó có những cái những cái khóa những cái khóa của nó cái khóa nó bằng đồng luôn và những cái kẹp để mà giữ thì cũng bằng đồng và đây cái khóa mà để móc vô cũng bằng đồng luôn thì cái này nó sẽ móc cái này nó sẽ móc qua cái này sẽ vô đây sẽ vô đây ở đây ngay đây và nó móc trở lại ngay đây Đó, nó sẽ móc ngay đây Đó, rất là chặt không bao giờ rớt và với cái sợi dây mà dây đai này nè để đeo nó là một cái sợi dây nịch thì sợi dây này nó có tác dụng là người binh sĩ họ đeo rất nhiều nó có những cái móc chuyên dụng của nó để móc lên trên cái sợi dây này thành thử ra nó thiết kế rất là nhiều cái lỗ đây chi người ta có thể móc lựu đạn là móc dâu lê hoặc móc băng đạn hoặc móc đủ thứ lên trên sợi dây này để mà họ đeo hết có thể họ móc được thêm cái ca cái đồ nữa thì các bạn tham nếu như đây thì nó có một cái khóa gài này nói chung là nó cũng là đi theo cái thời gian theo năm tháng này nó theo thời gian theo năm tháng này dở nó ra thì chắc bây giờ chắc hơi bị khó chắc hơi bị khó đó à cái này nó rút lên à đây à hay nè cái này nó rút lên các bạn nè đó thí dụ mỗi lần người ta gỡ ra người ta sẽ rút cái chốt nó lên đó hay quá ha đó thì nói chung là mỗi cái thứ mà cũng mà mỗi cái mà nói chung là bây giờ chúng ta muốn biết được cái ngày xưa tại vì thế hệ của chúng ta ngày hôm nay thì không thể nào mà biết hết được những cái mà của những cái ngày xưa đó thì thì muốn biết được đó là cái ngày xưa đó họ đã sử dụng cái này Và những cái kẹp đồ chuyên dụng của họ như thế nào thì bây giờ mình phải siêu tâm thôi có một thời gian người ta đốt những cái sợi dây này ra người ta lấy những cái miếng đồng nho nhỏ này nè người ta bán có một thời kỳ đồng nó rất là mắc thành thử ra là ít có ai mà giữ được cái một cái sợi dây mà cho đến như bây giờ đâu các bạn đó thì nó là một loại hàng rất là hiếm thành thử ra thì cái giá của nó cao thì điều đó mình cũng phải chấp nhận thôi chứ không thể nào mà mình nói được bởi vì thí dụ như nó nguyên rin hôm qua nó chưa bị bể cái này đâu nếu mà nó mà nguyên rin như vậy á thì phải nói là một trong những cái mà nó cực hiếm à, nó rất là hiếm <laughs> nó dính cái gì đây ta à cái cái lông gì đó hồi đó chắc nó có đeo cái gì trong đó nó nó cực kỳ hiếm để mà có được những cái 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 mà như thế này thì chúng ta cũng không thể nào nói à thì này cái khác nọ nói chung mỗi người là một ý thích một cái siêu tầm ở cái thế hệ mà trước thì họ, họ có thể họ cũng siêu tầm để nhớ đến những cái gì mà một thời nó đã qua còn nếu với thế hệ ngày hôm nay thì người ta siêu tầm để người ta khẳng định là họ tìm được những cái gì nó thuộc về đồ cổ nó thuộc về quá khứ đúng các bạn đó đây là một trong những cái là còn nguyên zin <laughs> phải nói đúng là nguyên zin luôn đó thì hôm nay mình mượn về đây để mình mình cũng lên trên youtube rồi rất nhiều rồi Hàng thì hàng giả và hàng phay hàng làm sau này rất nhiều Chưa có cái nào mà mình video nào để mà mình thấy được Một cái hàng mã hàng từ thời Mỹ đến bây giờ như là cái này Thành thử ra là mình mượn cái này về Để mình quay video một cách thực tế để cho các bạn xem Để cho các bạn được biết cái hàng mà cái hàng ngày xưa là nó là như thế nào đó các bạn theo nó lớp mút shop nè cái hàng mà hàng đúng mà nguyên zin của nó là như thế nào đó. đúng các bạn rồi à, mến chào các bạn nha thì nói chung là mình nói chung là ở cái thế hệ trẻ thì không thể nào biết được những cái đồ ngày xưa ra sao nếu mà bạn nào mà xem video này mà muốn tìm hiểu muốn tìm hiểu muốn xem cái mà cái đồ của ngày xưa đồ cổ thì nó ra sao thì đây là một cái video mà mình quay thực tế của món đồ xưa thì chúng ta cũng đừng có nên nói à cái này cái kia cái kia cái nọ mình thấy có nhiều bạn rất là nhiều chuyện đi lên trên youtube đã coi người ta quay cho coi rồi còn cứ nói này nói kia nói kia nói nọ tùm lum cái thì mình thấy những con người đó không hay họ không nên xuất hiện trên youtube bởi vì cái phong cách và cái tính cách đó là nó, nó không hay lắm nó những cái con người nó nói chung là nếu mà mình nói quá thì đó là thuộc về thí dụ bằng tiền nói thẳng ra là vậy đi rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video ha theo dõi video này à, chúc các bạn luôn vui vẻ và công việc luôn luôn tốt đẹp các bạn thấy không nếu vô đây thì mình nếu cái quay này vô đây thì mình cũng đeo cũng đâu có đụng chúng cái người chúng được cái người đó đâu đeo đụng túng được cái người đây là một cái này một cái mà mình phải nói là rất là thích rồi cảm ơn các bạn rất nhiều ha đúng là hàng cổ luôn các bạn ha.